Hey, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là mình làm video quay khung cảnh vườn cao su nhà mình. Bên vườn cao su nhà mình đó thì có một con suối rất là đẹp. Mình muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Con suối này là của thuộc huyện Trân Thành, ấp Trung Lợi, khu phố Trung Lợi, tổ 5, khu phố Trung Lợi, Trân Thành, Bình Phước. Ở đây thì chỉ có duy nhất một con suối này thôi. Đây, con suối đây. Đi dòng đây nè. Đi dòng đây nè. Sao nhảy xuống đó. À, đi xuống đây luôn, đi xuống đây, xuống suối nè. Con suối này rất là trong và đẹp. Nay mùa khô nên nước hơi ít, nên mình đi xuống được. Khi mà mùa mưa là nước là rất là nhiều, con suối này chảy dữ lắm, mình không có xuống được. Ồ, đây sâu quá, sâu quá. Đây, đưa vào ẩn đi. Rồi, rồi đi đi. Đây cạn nè. Rồi. Đi. Đi. Suối này hồi xưa cá rất nhiều nha quý vị và các bạn. Hồi xưa cá dữ lắm, mà giờ người ta xịt điện, chúng ta hút cá bằng cây hút đơn tính, nên giờ cá chỉ còn những con nhỏ nhỏ thôi, đa số là bị chết hết. Được, đi đi. Cây lúc để bà đi trước cho. Cây. Hả? Cây lúc phải dùng cây cho con. À. Lúc phải dùng chi tăng ra ăn á. Ừ. Chi tăng ra nhằn nhằn cây á cho con. Được. Cái này, cái suối này. Cao quá. Đây. Cái này. Thế dưới đây sâu nè, từ từ rồi đi nha. Con suối này là các bạn mà ở dưới thành phố Hồ Chí Minh mà muốn đi lên đây tham quan á, thì cứ liên hệ với mình sẽ dẫn đi tham quan. Có những con suối còn đẹp hơn như thế này nữa. Nó trong mà nó cạn hơn như thế này nữa. Chỉ có cát trắng thôi. Suối này thì nó vẫn còn có bùn. Cá không? Cá. Lâu giờ không cá, có cá không cả. Ờ. Cứ chơi đã quá ha. Thôi vậy mình quay lên đi. Đi xuống đây không đẹp. Bay
mình quay lên mới đẹp. Ba chạy đường ghê không? Hả? Ồ, dưới đây. Ờ, đi một đoạn nữa. Đi một đoạn nữa coi có cá không. Xong mình về ha. Ờ. Nước cạn luôn cây á. Nước cạn quá. Đi, đi trước đây. Đi. Sao không? Đây có cái hang đó, giống hang lươn. Hang này chắc hang lươn rồi. Hang này hang bự, nhưng mà bự quá. Hang này chắc lươn bự lắm rồi. Lươn này khoảng 3-4 kg có. Đây hang đó rồi. Ui, có con chó này. Có con chó này, nè nè. Chó nè. Dạ, con đi đi chơi. Dạ. Con đi chơi chứ. Lâu quá con không có đi xuống đây. Ủa, bên đây cũng của bác luôn hả? Ủa bác mua bên đây luôn rồi. Mua trồng mít nè. À, lúc trước này chắc cũng mười mấy năm rồi. Lúc trước nhớ đất của bác ở bên đây mà xong bác mua thêm ở đây hả? Ừ. Cái đám này của ảnh nè. À chú ảnh bán. Ở trời ơi trời cu ghê thật. Rơi xuống cuối rồi nha. Cái này hồi đó chú ảnh bán bác nhiêu? Mua lâu rồi. Mua lâu rồi. Mua chắc cả chục năm rồi hả bác? Lâu lắm rồi. Ăn con không? À... Không phải, thằng lớn đây, thằng anh. À, anh gì hả? Thằng Sơn. Anh Sơn. Còn thằng với thằng Bình. Dạ. Đừng để bác. Này bác chồng, bác ghim đừng cho nó đừng nó gãy. Cái này. À. Hôm nay hay gió quá. Mai mốt anh mưa lớn là anh gió này, lật dạ. Này. Dạ. Cái này tao mới trồng mùng mấy, chưa tới mùng 10 tháng 12 này. Chưa tới mùng 10 tháng 12 là anh giờ... Trong Tết á. Mùng 10 tháng 12, vậy mới có hình như là 4 tháng, 3-4 tháng rồi hả? Chưa tới 4 tháng. Chưa tới 4 tháng mà vậy này, vậy ngon quá. Giờ trồng mít thấy cái ngon hơn trồng cao su quá. Dạ, mà cạo chó nữa dạ, mà chị á. Dạ, mà nó khỏe nữa, không có hức đêm hức hôm. Mình làm cái hệ thống tưới tiêu xong rồi cái thứ này. Nó trừ khi cao su nó lên giá lên vọt thôi chứ. Ôi, còn không. Mày lúc này làm gì vậy? Con hả? Ừ. Con giờ con làm hay về nè. Giờ tối rồi, giờ gần 6 giờ thôi mình về. Vậy gần 6 giờ rồi thôi mình về ha. Đây có đây có con chó này. Đây giờ mình leo lên mình bắt con chó này đi. Con chó này giống chó sói quá, mình bắt nó đi. Lên đây. Ê, leo bắt nó này. Bắt nó về nhà nuôi ha. Ủa đẹp quá, chó này đẹp quá. Đi bắt nó, kiếm gì bắt nó. Ù sủa ghê không đó. Đi leo lên leo lên bắt nó nè. Ghê chưa kiếm bắt nó
Thôi tha cho nó đi, cho nó về nhà nó đi. Thôi. Thôi, ba giờ nha. Nè ba giờ nè. Đường đó đâu phải đường về. Nhà mình trên đây nè, thấy không? Thấy nhà mình chưa? Thấy nhà mình chưa? Nhà mình trên đây nè. Nhà mình đó. Nè, nhà mình đây nè. Nhà mình kìa đó. Đây là cái vườn mít nha các bạn. Hiện tại giờ thì trồng mít rất là ngon. Đây là khoảng 160 cây mít. Thì nếu mà trồng mít khi mà có trái thì 160 cây. Mỗi cây trung bình là một năm, nếu mà sản lượng ít đó, thì một cây nó thu nhập khoảng 1 triệu. Còn sản lượng cao thì hơn 3 triệu một cây. Thì như vậy trung thấp nhất là 160 cây của cái bác ở đây trồng là một năm thu hoạch cũng được 160 triệu. Chưa trừ chi phí điện nước, tưới tiêu, phân được nha các bạn. Nhưng mà thu nhập như vậy thì ngon hơn mình trồng cao su, khỏe hơn, không phải thức đêm thức hôm. Đây là khung cảnh làng quê Trân Thành, Bình Phước của mình nha các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đây là giờ là cũng khoảng 6 giờ chiều nhưng mà mặt trời vẫn còn ánh sáng. Đông đây luôn ta tập trái rồi. Hả? Đông đây luôn ta tập trái rồi, không chi chỗ. Được. Tám hộp. Nè, mình trúng quá, trúng quá. Nè, đi. Trúng qua đây. Được không? Nè, đi đây nè. Có không? Trúng quá. Rồi, trúng quá. Ừ, đó, trúng quá. Rồi, đi. Được. Cái chân dính gì hả? Thôi về tắm nha, chút nhẹp rồi. Trời, không tắm. Không tắm thì lau cho sạch ha. Cái trầu. Hả? Cái trầu. Ừ. Đấy, yeah.